ra mà chú đi về là còn nhiều hơn cái người mà đưa tiền ra nữa. Bởi Nó vì phước đức. sao? Người đưa tiền ta bằng ăn có khá giả, rồi ta mượn ta chú đi giải đầu này, giải đầu kia, giải đầu nọ, khó lắm nha. Coi vậy À, mà cái làm người những cái này chức này cũng chữ nhiều khó lắm khi á. mắng đó. Đức Phật ngài nói lại vậy, phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì, nó là chơi giàu chỗ đó. Nếu là phước phước nhiều thì thiên cảnh anh dài, mà tội nhiều thì sa đọa nhiều ngày tháng tê nó. Ông Năm có nghĩ rằng là phước báo là có thiệt không Năm? Có thiệt, nếu không Là có ông làm cũng sao ông đi. Phật cũng nói được bao giờ. Mà nếu những người ông Phật nào cũng vậy thì cũng phải nói nhiệm vụ Đức Phật. Mà hôm nay Mạnh Thường Quân cũng nghe lời Đức Phật để hiệp nhau làm phước mới rõ lòng hiền nhân, đó là lời của Phật đã nói nên vậy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, cô bác quý anh chị, để mua một số đồ chay, nhờ cô Hai mua một số đồ chay đó cho ông Năm thầy thuốc á, sống cô đơn trong một cái căn nhà mục nát, cô bác quý anh chị ghé thăm ông và nhờ có nhờ cô Hai và cô của Bùi Hồ mua giùm. Cái phần hôm nay thì có được một Mạnh Thường Quân là em sinh viên có tên là Lết Lên Khơ Lành ở Úc á, với lại chị giấu tên ở Canada hỗ trợ cho ông Năm những ngày tháng như thế này. Này là ăn lâu không cô? Này đấy ăn lâu. Mình nên nấu ăn lâu được không ta? Này được hả? Có Cái nó loại ngọt vậy đó là nó ăn lâu được ta. Có cái chả cá mòi chay không? Có cá mòi chay nãy luôn đi giờ ông nha. hai hộp tôi Lấy nhiều đi, một chục hộp đi. Nhiều quá không ăn không hết. Dạ. Nhiều quá không ăn ăn không từ từ hết. cô. Thôi lấy năm năm hộp hộp đi đi nha. Để cho tiền Còn xài nó đi. dạ không còn tiền nhiều không sao đâu cô, chứ năm hộp đi rồi còn cái gì mà chai chai được không, đậu phộng hay là gì đó ấy sẵn thì có không? Là đậu phộng rang sẵn mà điều à, kiện có cá là mồi chai nè ha, cá mồi chai năm hộp đi. Ở dưới xà bông quên. Thôi được rồi, đồ chai mua đồ ăn thôi cô, đường bột ngọt dầu ăn với mua nét còn cà có phê sườn sẵn non nè. không? Có Để sườn sườn non non chưa chai luôn chế đi. không, cái này sườn non ướp rồi sẵn nè con. Thêm sườn non kia nữa đi. Mua kia chưa chưa ướp ha. Dạ mua kia chưa ướp nữa. Hai loại đi cho ông ăn Hai đỡ loại ngán nha. nha. Đây đây nè, chứ cái này là gì nè cô? Mua ngọt vô ăn. Cái đó nó cộng nó cứng không, mà cứng không chai không nổi. Khó ăn còn cái này. Cái đó núm bông cô. Núm cái bông đó cô. Không có luộc không làm được đâu. Ai không ông được. bây giờ Ông bịch hai này đi. Hai tính lấy cái này sợ ổng ít ăn dầu mỡ con không bé này kệ. Đâu coi. Hai hai thứ đi cô, hai sợ ổng. Ăn dầu Dạ mỡ. không. Cái cãi đi, ông mua. Bà mua xà bông cho ổng không hồ. Không dạ nhiều được rồi. Nhiêu đi kìa cô ha. Đây, cái phần mà mua đồ chai như thế này là một em sinh viên có tên là Lát Lên Khá Lần ở Úc để hỗ trợ cho ông Năm. Rồi, bịch bột ngọt 27 ngọt, ký đường 20, ký đường hộp cà phê 45, hộp cà phê này cà phê 45, chai nước tương 20 nét đó ha. Dạ chai tương này 12, tương này mắc hay tương kia hết con? Dạ tương nó ngon. Cái này 29 rồi, cộng hết giùm con nha. Có chạm chốt đen 12 14 23 32 18 20 22 26 28 30 31 1 x 3 413 ngàn. Ở đây đưa 500 ngàn. Rồi 413 ngàn. 413 là ăn cho đến 1 tháng luôn á. Tao cũng ăn lâu lắm. Ăn từ giá mấy tháng á, ông mua khô rồi ăn chứ lâu lâu lắm. Không mình ăn đâu mà. Kệ cho ông khỏe. Hôm nay lên thăm ông. Rồi đây 410. Rồi đi nha. Dạ. Hôm nay thì đồng hành với Bùi Hồ có cô Hai. Cô Hai là tu sĩ, có bác tu tại gia chứ không phải tu sĩ nữa. Lên thăm ông Năm cũng khá lâu rồi mới lên thăm ông Năm, tôi nhớ rồi. Ông Năm ơi. Ngủ không Năm? Con gấp vừa hồ lên thăm chú nè, chú Năm ơi. Ừ. Con thăm cho quà đâu không ra. Lên thăm cho quà chú nè. Ngủ không Năm? Ngủ sao giờ này mà ông ngủ? Trong mình cái trời này chiều chiều. Rồi được nhà, ông cũng có mừng luôn nha. Lên cho quà chú nè. Rồi Tết này ăn Tết lớn không Năm? Tết ăn Tết lớn không? Đâu đi đâu mà lớn nhau không biết gì. À, không đi đâu được hả? Không. Rồi. Tại từ đó giờ không có đi đâu được. Hồi đó giờ sao giờ này ông ngủ, ông ăn uống gì chưa? Chưa. Có ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi. Ăn rồi. Lúc quên lúc nhớ rồi. Tàu hủ. Tàu hủ với lại bí đao, bầu nước tương,
hai cái à. Thì ông Năm con phục cái là ông Năm ở một mình nhưng mà rất là gọn gàng ha. Ông Năm người ta kỹ, ông Sáu dưới quá bèn nghèo à. Ông Năm nhớ con không? Không nhớ. Sợ ông quên mất tiêu rồi. Dễ gì quên. Hồ nè. Hồ nè. Hổm gà sức khỏe là sao rồi ông Năm? Nó cũng vậy hoài vậy đó. Giờ ở nhà này êm không? Cái nhà này thì êm rồi. Nhà này êm rồi ha. Quay cho cô bác quý anh chị thấy nè. Lâu lên thăm hôm nay là biến sắt thuốc nữa rồi. Ngoài sau này bếp củi nè. Sắt thuốc kia đợi với lại nấu canh. Dạ ở đây giờ vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Ra trước đi cô bác quý anh chị. Bài đồ ra quay cho tao thấy nè. Rồi. Nhà sơn lên nhìn màu đẹp ha. Sơn màu ngọt ha. Ừ. Mua cái thùng người ta. Qua đây ngồi ông Năm ơi, cho mát. À. Qua đây nè ngồi, gió lộng luôn á. Qua đây cô Hai ơi. Ừ. Ê, ăn cơm cũng được hết chú Năm. Không không, chém mấy chén. Tết còn tiền xài không Năm? Còn. Còn nhiều, con biết ông còn cũng còn nhiều tiền mà. Ông Năm bây giờ giàu rồi. Mình chổng rồi. Bây giờ hiện nay còn nhiều không? Còn. Còn nhiều. Mua đồ có ông á già. Ê, ông xài tiền đâu có nhiều đâu. Ừ. Như chú là không có mình đâu thuốc không à. Ờ, thuốc mày không à. Chứ ông đâu có xài tiền gì. Nên hình ảnh là lên lên bây giờ thời điểm giờ cũng còn nhiều không hay là hụt hơi rồi? Còn ít chứ không có nhiều. Ít là nhiêu? 3 triệu không? Thùng mua này kia tùm lum hết á. Còn 3 triệu không Năm? Còn có 2 triệu mấy. Ồ vậy giàu rồi. Giàu không? 2 triệu mấy nè, không được. Ờ được chị Phước Đức lắm mà chú Năm ơi, được nhà ông định có. Mừng với chú quá mừng rồi nè. Có hơn hơn. Hơn hơn. Nói chung là có tiền ở trong túi là không có. Nó không có. Có tiền trong túi là nó an tâm rồi. Ờ. Hay không Năm? Hôm nay thì con tới đây thăm ông. Cũng qua Tết để nhớ lại ông. À. Lên thăm ông thường xuyên để coi sức khỏe ông là cái thứ nhất. Ừ. À, cái thứ hai là thăm ông dạo này sinh sống ra sao, có trúng số gì không? Ăn uống rồi sao? Ông Năm thông báo cho cô bác Mạnh Thường Quân biết hiện nay tình hình ăn uống mình sao rồi ở. Ăn uống thì cũng như bình thường, như lần cũng chén mấy chén gì đó. Dạ. Ừ. Cứ nói sức đau khỏe. Thì cả như uống thuốc tối ngày đi, không nói gì đó. Dạ. Thì hồi sáng có 7 viên rồi. Dạ. Chứ phải đi ngủ chắc rồi thức dậy nữa cũng 7 viên nữa. Trí nhớ, ông Năm 7 mấy rồi con quên rồi. 74 rồi. 74 rồi. Thì gọi là 73. 73. 74. 74 rồi. Năm trước rồi tới năm sau ha. Ok. Nói vậy trong kinh điển này kia là ngày trước mình còn tới 60 năm mấy thì lào lào luôn à. Vì kinh điển giờ muốn hết cho mình rồi. Dạ. Bị uống thuốc ấy không đó à. Nhờ có nhí nữa chứ không có nhí tôi không làm gì, mua thuốc mua men gì nổi không có gì đâu. Ồ, sao hôm nay đi bé ớt hay? Bé ớt rồi. Dạ giờ đi bé ớt ở nhà quá đẹp ha. Ừ. Rồi bây giờ nói chung là ai cũng khen trong cái nhà thì nhà ai cũng khen đẹp quá đẹp à. Vậy là ở cho vĩnh viễn được. Vĩnh viễn là khỏe ra. Nói chung là hôm nay gặp sức khỏe cũng ok không Năm ha, cũng dạ dê năm bầu anh số 1 được cái nhà mừng của hơn cái gì mừng nhỏ ông Năm ăn rồi lớp dột gì chạy rồi sáng hoài với hai đứa rồi không biết sập xiên giờ nào nữa. Ông Năm nói giống như là chết đi sống lại mà có nhà mừng thân chết đi sống lại gì đó. Đấy. Có cái chổng à, có chổng mà mưa mừng lâu cái chổng đi không được tới mưa mà gió coi còn dột không dở gì nữa. Dạ hết dột rồi, hết dột khỏe. Bữa đó chú Năm làm như cắt nhà rậu là bữa chiều tối là mưa, con nhớ là chiều tối là mưa đó. Mưa là không có dột luôn ha. Không, không mưa dột. Hết dột luôn, giờ ổn định như nhà mới. Có cái anh trước nè. Nó hơi tạt à, phải tại tại nhưng mà tôi phải còn ở tại đây, tôi nói với ông thêm như ở dù cũ á, bên tấm thiết là an toàn. Không, bên tấm thiết nữa nó nực ông Năm ơi, gió nó dị mát nè. Trời, mình ngủ trong buồng. Có chú nói bên tấm thiết là nè. Bên tấm thiết này nè. Nó đừng tạt á. Cái này nó đừng có tạt nè. Ờ, đừng tạt. Còn cái này nó cũng như không mà, nếu mưa này thì tạt đây. Mưa này thì tới tới lần này đó, mưa này á. Là cả tạt tạt không sao, tạt chút cũng ráo khô chứ Năm ơi. Mà lâu cũng trước nghe một lần cho lắm rồi. Mát mẻ rồi, cái này cũng đứt lắm rồi. Cái tô này nè, tô mua đồ nè. Rồi ông Năm thì hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho hai Mạnh Thường Quân. Một là một em sinh viên có tên là Lachlan Cullen ở Úc. Ha, thì hỗ trợ cho ông Năm đây là những cái đồ chai mà để ông Năm mà có thể để đó đi cô Hai không sao, để ông Năm có thể dùng hàng ngày dự trữ khỏi mua đồ ăn. Cái này là đường cái này là sườn non không biết à. Sườn non cho lúc chút gì
Dạ. Mà sữa người ta loại đó là loại ướp người ta sẵn rồi. Còn loại đó để đi có hai khỏi. Còn cái loại này là sườn non mà loại này này mình ngâm cái mình chiên lại. Chú ngâm cái này là để lâu. Nó nở ra chú chắc là thịt khô, chú xé nhỏ 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 này chú ướp một chút chiên. Còn cái này là người ta ướp sẵn. Còn cái này là ta ướp sẵn. Nhúng ăn chay mình ăn cái này. Dạ. Nhí ăn cơm chú hay gì? Ờ buổi sáng. Rồi. Này nước, nước tương dầu ăn, còn cái này là cá mồi nè, là tương đó nghe chú Năm. Cá mồi chay luôn nha ông Năm. Đường bột ngọt chú để vô ăn. Dễ ha. Tiêu vô. Cái này là đồ có sẵn hết, còn cái chai này là chai gì? Nước tương nấu. Nước tương mà đậu nấu. Giống như nước mắm. Cái đó cái nước tương đen, chai này nước tương đen. Cái này gì ạ? Còn cái này nét cà phê. Cho ông Năm uống đường. Nè với đường nữa nè. Nó có bột sẵn ha. Dạ. Có sẵn rồi, bắt đầu chú chế nước quậy là uống à. Chứ để chút xíu đường vô. À, đây là quà của cô Mạnh Thường Quân, một cái em sinh viên tên là Lê Linh Khánh Lành. À, để mà gửi cho ông Năm. À, gửi đi, nhưng mà tại vì hôm trước thì con Tết thì con tính mua, nhưng mà thấy ông Năm cũng còn đồ ăn nên là nữ. Mạnh Thường Quân được mạnh dạ. Đời đời. Rồi cái số tiền nó mua là hồi lúc nãy mua cô bác của anh chị là cộng là 413 ngàn. Dạ. Rồi còn dư tiền một Mạnh Thường Quân thứ hai giấu tên ở Canada. Dạ. À, chị đó giấu tên thì gửi cho ông Năm 100 đô Canada. Dạ. Thì nó tương đương với 1.780.000 đồng. Con sẽ đưa ông Năm 1.800.000 đồng. Dạ. Thì bây giờ gửi tiền tiếp đưa tiền kia không biết xài. À, đưa tiền kia không biết xài. Đảo sẵn rồi đều tính ra tiền này. Rồi bây giờ đây là 1.000.000 nè. À. Mừng người chú Năm quá mừng luôn. Đây là 800.000 đồng nè. Cái này là của một chị 100 đô Canada, của chị ở Canada, chị đó giấu tên. Còn tiền này là tiền tốt là từ các nhà. Tiền này là tiền mua đồ ăn của cái này còn dư nè, con gửi cho ông Năm nè. Đủ rồi khỏe. Có đồ ăn rồi, có tiền rồi, bây giờ có tiền mua thuốc luôn rồi. Mua thuốc luôn đó phải ra. Vì con cũng mừng cho chú này chú Năm. Rồi ông Năm ông kinh khổ dữ lắm. Ông Năm có muốn nói lời nào không? Đó là đồ ăn. Bây giờ cũng chúc cho bà con được mạnh khỏe. Để mà có màn ăn này được khá giả này kia là ăn mà có hộ cho hỗ trợ cho trợ cho những người nghèo khổ này kia rồi già cả ốm đau bệnh hoạn. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cũng cầu chúc cho tất cả những người Mạnh Thường Quân được sống lâu bền vững, không có đau ốm gì cả. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa cô bác quý anh chị, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn một em sinh viên có tên là Lê Linh Khánh Lành ở Úc, với lại một chị giấu tên ở Canada đã ủng hộ cho ông Năm cũng như là quà nè, với lại sườn non với lại tiền cho ông Năm có thể thời gian mua thuốc sinh sống để đồ ăn. Thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn hai chị đã cô với lại chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chúc thay mặt ông Năm chúc cho gia đình của cô với chị thật nhiều sức khỏe và ăn lạc. Ông Năm ông nói là chúc cho mọi cô bác quý anh chị nhiều sức khỏe để giúp cho những người nghèo khó, những người già cả này một kia. Miếng khi đói bằng một gói khi đo no hay ông Năm ha? Đúng rồi. Chẳng hơn là cái gì, cái đó là hơn hết trên hết đó, giống như mới là của Đức Phật này nói lại vậy. Phước đức thì quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì, nó là chạy giàu chỗ đó. Nếu là phước nhiều thì thiên cảnh anh dài, mà tội nhiều thì xa đà nhiều ngày tháng tê. Nó ông Năm có nghĩ rằng là phước báo là có thiệt không Năm? Có thiệt. Nếu không có làm sao ông Phật cũng nói được bao giờ. Dạ. Mà nếu những người ông Phật nào cũng vậy thì cũng phải nói ví dụ lực nhân quả thật là câu diễn mà suốt cô kim chẳng lộn ai. Ông nói từ cổ với kim tới bây giờ, từ đời vô thủy tới bây giờ nó, thì mình phải ráng nghe lời Đức Phật. Mà hôm nay Mạnh Thường Quân cũng nghe lời Đức Phật để hiệp nhau làm phước mới rõ lòng hiền nhân, đó là lời của Phật đó. Nó vậy đó. Vì xin cô bác Mạnh Thường Quân nó cũng nghe lời Đức Phật nói, rồi sau này mình đời đời kiếp kiếp con cháu được giàu sang, không bao giờ nào nghèo khó, mà không có gặp tai nạn những ốm đau bệnh hoạn này kia rồi. Luôn luôn lúc nào cũng vậy, lấy chữ hiền là đầu hết. Nó theo ông Thánh, ông Thánh nó dạy tôi có bao nhiêu lời, và giờ già rồi cũng quên tới quên lui, còn không nhớ cho hết. Vậy tôi Nam Mô A Di Đà Phật cầu chúc cho Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe để mà làm ăn phấn chấn, làm giàu làm có với người ta, để mình làm phước để sau này cho con cháu được hưởng đời đời kiếp kiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ
con nhớ lại là ngày xưa là ông Năm là một người thầy thuốc mà hốt thuốc là không tính tiền. Dạ. Rồi bây giờ là ông Năm về già, ông Năm cô đơn ở đây một mình. Dạ. Thì bây giờ đã có Mạnh Thường Quân, bây giờ người ta biết rồi, cái đó phải là đập phước không Năm? Dạ, đó là phước đó. Là phước tới mình rồi đó. Cũng như bây giờ chú cũng vậy đó. Chú không thiết tiền ra mà chú đi về là còn nhiều hơn cái người mà đưa tiền ra nữa. Bởi vì vì sao? Người đưa tiền tới bàn ăn có khá giả, rồi ta mượn ta chú đi giải đầu này giải đầu kia giải đầu nọ khó lắm nha. Coi vậy cái người này chữ nhiều khi mắng đó. Dạ. Chú đi vậy khó hơn cái người mà cầm tiền đưa ra đó, nó khó lắm đó. Và này chữ cái xét chú này chú kỹ, xét chú kia chú kỹ. Dạ. Dạ. Chú làm được xét tới xét lui rồi đôi khi là chậm trễ nữa. Mạnh Thường Quân cũng vậy, cũng xét chú là người đàng hoàng tử tế, người ta cũng dám đưa tiền cho chú đặng đi bố thí những cái khác đó. Khó lắm chú, là khó lắm rồi ha. Khó hơn cái người làm tiền. Bởi cho nên bố thí thân á, thì khó là khó lắm. Còn bố thí tiền thì nó rất dễ. Mình có tiền mình rút ra cho cô này 10 ngàn, cho cô kia 10 ngàn, cho cô này 1 triệu, cô kia 1 triệu. Còn cái bố thí thân này cái đích thân mình đi ra, giàu kẹt bằng chuyện gì cũng phải nhín ra một thời gian để mình đi xem xét chỗ nghèo khổ, nghèo khó gì kia đâu. Bởi vì dòm đâu cho có kỹ lưỡng đàng hoàng, chứ đâu phải mà như chú xét chỗ này xét chỗ kia. Rồi nhiều khi bà con mình cái mình cho, rồi bà con người lạ mà không cho, đó là không được, cái đó tội dữ lắm. Dạ. Nó phải công bằng của công bằng. Dạ, đúng công bằng. Bà con cũng vậy mà mình cũng vậy, bà con nghèo cũng giúp đỡ cũng như họ vậy, y như vậy đó chú đó. Thôi tôi có bao nhiêu lời nói quá thì cũng có thể mệt, quá mệt lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo chia sẻ của ông Năm với cô bác của anh chị thì cũng cảm ơn ông Năm rất nhiều. Nhưng mà thưa cô bác của anh chị, cũng như về tiền của cô bác của anh chị có gửi ủng hộ cho Bùi Hồ á, thành thử là trong cái quỹ của cái kênh á thì cũng còn nhiều. Nhưng mà một phải suy xét hoàn cảnh, hai là vì cái công việc của Bùi Hồ nó cũng khá là bận rộn, nên là nữ là việc trao nó có hơi chậm tiến độ so với cô bác của anh chị. Tại vì Bùi Hồ cũng phải đi dạy nữa, chỉ đi được 7 chủ nhật thôi, nên tranh thủ thời gian để mong cô bác quý anh chị luôn đồng hành cùng kênh Bùi Hồ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như ông Năm này. Rồi, xin chào cô bác quý anh chị, xin chúc ông Năm sức khỏe. Rồi khoảng 2 tháng nhiêu tiền đó thì khoảng 2-3 tháng sau con quay lại ông nữa, ăn hết đồ ăn cái con. Ông nói Hồ ơi, ông Năm hết đồ ăn rồi con quay lại. Cái Năm cái này chú chiên nè, chú chiên chú dậu, chú chiên lửa riêu riêu ha, nó mau khét lắm mà chú là ướp sẵn luôn rồi, chú chiên là ăn luôn đó. Chiên ăn luôn ha. Chú chiên luôn, còn cái này chú ngâm ngâm rồi chú xé mỏng cái rồi chú biết rồi. Một cái tiêu rồi vô chú chiên. Một lần là tôi cũng mưa lắm. Dạ. Rồi. Ông Năm giữ tiền cẩn thận nha. Tỏ nha. Cái đường một ngọt coi chú gì bỏ ai lấy của tôi đâu. Ai đó. Như nhà chùa thử dạo tỏi đường một ngọt á chú ăn à. Thì có mọi tương. Rồi. Bye bye ông Năm. Rồi con.